À, xin chào anh chị. Mặc dù hôm trước mình có làm cái video về đánh giá thị trường ngày 20 tháng 8 và nhận định ngày 23 tháng 8, tuy nhiên là cuối tuần có cái cơ hội thời gian xem lại thị trường thì hôm nay mình làm một cái video bổ sung về nhận định cái diễn biến của thị trường chứng khoán tuần tới từ 23 đến 27 và đặc biệt là trong cái giai đoạn cuối tháng 8 đầu tháng 9. Thì sau khi xem lại thì mình thấy thực sự là thị trường cũng rất là rủi ro anh chị nhé. Thì ở đây mình đang đặt ra cái nội dung là thị trường liệu có toang hay không, tựa toang đây được hiểu là down hay không. Thì ở đây nếu mà toang hoặc là down thì nó là một cái cực kỳ là tiêu cực, bản chất thì mình cũng không muốn cái điều này xảy ra và mình nghĩ ai cũng vậy thôi, vì trong giai đoạn này chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu. Tuy nhiên là khi mà nhìn nhận vào sự thật thì mình phải đặt vào cái tình huống xấu nhất, giả định là toang, và đặt ở trong tình huống toang thì chúng ta sẽ phân tích xem liệu nó có toang hay không. Thì cũng rất là tiếc, thì theo mình thấy là hiện nay cái xác suất và thị trường toang rất là cao, chắc là cũng phải lên đến 80-90% anh chị nhé. Thì mình sẽ đi nhận diện là tại sao lại nói như vậy, và mình sẽ phân tích các cổ phiếu VN30 để thấy điều đó nó diễn ra như thế nào, sẽ phân tích các cái dòng cổ phiếu mạnh để thấy điều đó diễn ra như thế nào. Mình cũng có chia sẻ bổ sung là ở đây thì có cái group Zalo hàng ngày, thì anh em có thể join vào cái group này để trao đổi các cái nội dung hoặc hỏi đáp về chứng khoán. Ngoài ra hàng ngày phân tích dữ liệu thì có những cái file Excel thì mình sẽ gửi vào trong này, thì các bạn mà có cái nhu cầu đặt ra các câu hỏi cho thóc chứng khoán hoặc là tham gia group hoặc là lấy những cái thông tin thì các bạn có thể join vào cái group Zalo này hoặc các bạn có thể vào đường link bên dưới. Thì đi vào cụ thể, hiện nay thì bản thân mình thấy thị trường rất là rủi ro nhé, rủi ro rất là cao. Thì mình sẽ phân tích cho anh chị dưới ba cái góc độ nội dung. Thứ nhất là góc độ thị trường chung, thứ hai là phân tích các cái nhóm ngành cổ phiếu mạnh nhất hiện nay xem cái mức độ phân phối của các cổ phiếu thế nào, và thứ ba là phân tích các cổ phiếu VN30, bởi vì anh chị thấy là khi mà thị trường chung đi lên á thì VN30 nó luôn luôn là một cái người đồng hành rất tốt. VN30 và VN Index là hai cái chỉ số đồng hành với nhau. Thì đối với thị trường chung thì rõ ràng chúng ta thấy là cái phiên hôm trước thì rất là rủi ro rồi anh chị nhé. Đây, VN Index VN30 thì anh chị thấy là thông thường mình sẽ phân tích kể cả nói rất là nhiều trong các cái giai đoạn về lịch sử rồi, thì khi mà thị trường chung mà thủng cái đường MA20 này này thì thông thường nó sẽ là rất là rủi ro. Khi mà giai đoạn thị trường mà uptrend thì gần như là nó không được phép thủng cái MA20. Tuy nhiên trong cái giai đoạn mà nó sideways thì nó tích lũy, nó được phép cái việc đấy, nó được phép việc đấy. Thì ở đây thì khi mà nó thủng như thế này thì cái kịch bản thị trường lên là gần như rất là khó. Thì chúng ta sẽ có thể suy nghĩ đến hai cái tình huống là sideways hoặc là sẽ downtrend. Thì ở đây thì anh chị thấy là mình có vẽ cái đường bên dưới là cái đường 95% kể từ đỉnh gần nhất á, thì hiện nay nó chưa thủng. Nhìn đây thì chúng ta thấy là bản chất là nó cũng sẽ chưa toang ngay được. Trong một hai phiên tới thì có thể nó sẽ chưa toang được. Và nó đang ở trong cái tình trạng báo động rất là rủi ro anh chị nhé. Thì là chúng ta nhìn thấy, anh chị thấy có thể thấy là thứ nhất là nó thủng MA20 này, và xu hướng xuống là ngắn hạn nhé, mở biên rất là lớn và khối lượng lớn. Các anh chị thấy xu hướng xuống này, thông thường thì chị đường lên thì các anh chị thấy là những cái phiên lõm đỏ này này bao giờ là nó cao hơn trước, tức là cái đỉnh đỉnh sau này sẽ cao hơn đỉnh trước và cái điều chỉnh sau này sẽ cao hơn điều chỉnh trước. Thông thường là vậy anh chị nhé. Đây, ví dụ như này thì nó đều lên này, xuống lên này, các phiên đỏ này là cao hơn phiên đỏ này và các phiên đỏ này này, và cái phiên xanh này sẽ thấp hơn phiên xanh này này. Đấy. Tuy nhiên các anh chị thấy đến đây này thì gần như là phiên đỏ này này thấp hơn phiên đỏ này này, thấp phiên đỏ này thì đúng, nhưng tuy nhiên phiên đỏ này này nó đang thấp hơn cái phiên đỏ này và thấp hơn phiên đỏ này và thấp hơn phiên đỏ này, nó đang thấp hơn ít nhất là 4 phiên đỏ anh chị nhé. Nó như là vậy là nó đang gọi là tạo thành một cái xu hướng xuống ngắn hạn, mình không nói là dài hạn, bởi vì nó mới phá mất khoảng 3-4 phiên đỏ thôi và mở một cái biên rất lớn. Cái biên này anh chị thấy là trong phiên nó sẽ dao động là đến khoảng 52 điểm và VN30 là 61 điểm, mở biên rất là lớn đấy. Thì và hơn nữa thì các anh chị thấy khối lượng rất là lớn, 1,2 tỷ cổ phiếu đối với VN Index. Chưa kể HX Index này cũng là 258 triệu cổ phiếu, cũng là kỷ lục. UP Index này thì cũng kỷ lục, nói chung là kỷ lục rất là lớn. Như vậy thì ở đây nó rất là rủi ro ngắn hạn và mình thấy rằng là cái xác suất toang rất là cao. Chúng ta sẽ đi tiếp vào một số những cái nhóm hiện nay, thì chúng ta nhìn xem các cổ phiếu phân phối. Thì các anh chị thấy là thông thường là bao giờ là khi mà cổ phiếu lên á, hoặc là cổ phiếu lên thì là nó sẽ cái tỷ lệ cái sự chênh lệch giữa cung và cầu á, khi cái xu hướng lên thì cái cung nó sẽ lớn hơn hẳn so với cầu, và khi thị trường xuống thì cái cầu
khi cung khi lên á thì là cái cung, mình xin lỗi, khi mà thị trường lên á thì cầu lớn hơn, nó rõ nét đấy, nhưng mà khi mà thị trường xuống thì là cung sẽ rõ nét nhá. Ở đây thì cơ bản là mối quan hệ vào cung và cầu đấy, thì nó sẽ có ba cái trạng thái, là một là lên này, lên thì là cầu rõ nét này, xuống thì là cung rõ nét này, và gần như là sideways. Thì là cung cầu thì nó sẽ cần phải phân tích, thì ở trong này hay gọi là trading range á, mà chúng ta hay đi phân tích theo cái sơ đồ của Wickoff á, là tích lũy hay là phân phối anh chị nhé. Thì các anh chị thấy là những cái nhóm ngành ngành mạnh gần đây, thì các anh chị có thể thấy này, ví dụ các cái nhóm ngành mạnh gần đây là các cái nhóm bất động sản, các cái nhóm về chứng khoán, các cái nhóm về ngân hàng, các cái nhóm về dầu khí, các cái nhóm về thép. Thì bây giờ mình chỉ cần đi điển hình một số cổ phiếu thì các anh chị sẽ thấy là nó cũng rất là báo động anh chị nhé. Thì mình sẽ phân tích cho các anh chị xem. Đây mình sẽ phân tích. Khi mà chúng ta nhìn vào cái thị trường chung, nó là cái tổng hợp của cả thị trường. Khi ta nhìn vào những cái nhóm ngành leader, mà các cái nhóm ngành leader mà có những cái dấu hiệu phân phối thì đó là rủi ro. Và khi đặc biệt chúng ta sẽ phân tích các cái cổ phiếu VN30 thì chúng ta sẽ nhìn rõ nét nhất anh chị nhé. Các anh chị chờ một chút, nó đang chạy ở trên Amibooker này hơi lâu. Thì hôm trước thì mình cũng thấy là bản thân các anh chị xem lại clip làm hôm chiều thứ sáu á, thì bản thân là mình thấy là nó cũng rất là rủi ro, nhưng mà cuối tuần ngồi nhìn lại thì mới nhìn theo từng nhóm ngành, theo từng cổ phiếu, theo các đặc biệt các cổ phiếu VN30, thì mới thấy thực sự là chúng ta cũng phải có những cái chia sẻ, các cái cảnh báo cho nhau biết rằng là nó sẽ rất là rủi ro, nó sẽ rất là rủi ro đấy. Bởi vì các anh chị thấy là thị trường đây là cái đỉnh gần nhất này, thị trường rơi mới là một nhịp này đấy. Thì thông thường chúng ta cũng đã nói rồi, khi thị trường rơi thì thị trường sẽ rơi khoảng, từ nếu mà nhanh thì sẽ là một nhịp, nhưng mà cái điều này nó cũng ít khi, chỉ có xảy ra ở cái đợt tháng 1 năm 2021 rồi thôi. Thông thường nó sẽ rơi từ 3 đến 5 nhịp cơ. Các chị có thể nhìn lại các cái rơi sau những cái chen dài thì chúng ta có thể thấy. Tuy nhiên hiện nay nó mới rơi một nhịp và nó hồi. Hồi đây thì nó vượt MA20 cũng test đỉnh thành công có thứ đi lên. Tuy nhiên là cái mà chúng ta thấy là bản thân nó cũng thiếu một ngày bùng nổ theo đà, đúng không các anh chị thấy? Kể cả cái giai đoạn tháng 1 này này. Tháng 1 năm 2021 khi thị trường quay lại có rất nhiều ngày bùng nổ theo đà nhé. Tức là có rất là nhiều ngày mà mua vào với khối lượng lớn và khối lượng gia tăng. Các anh chị nhìn thấy đây là ngày bùng nổ theo đà này. Đây đây giống như ngày này. Tất nhiên là chúng ta chỉ có một ngày bùng nổ theo đà thôi, nhưng mà đây là những ngày vào theo rất là mạnh. Nhưng mà cái giai đoạn này thì không có anh chị nhé, gần như không có, các anh chị không nhìn được có mũi tên nào cả. Rồi chúng ta sẽ đi vào phân tích các cái cổ phiếu, một số nhóm cổ phiếu. Mình sẽ phân tích các cổ phiếu từ mạnh đến yếu. Các anh chị thấy trong cái nhóm may mặc này này, đây pet trong cái nhóm may mặc này thì là không không nói nhá, nó không phải là cái ngành rõ nét, nhưng mà lại tổng hợp các anh chị thấy pet này nó là cổ phiếu rất là mạnh, rất là đẹp. Tuy nhiên là đến đây thì có những cái uptrend này, mặc dù là rút chân lên nhé, nhưng mà những cái phiên vào khối lượng không mạnh, nó bản thân nó là những cái no demand đấy, nó là những cái no demand đấy. Thông thường mình cũng nói cho anh chị là khi mà trong giai đoạn trading range này này thì chúng ta sẽ phân tích là đây là tích lũy hay là phân phối. Thì khi mà chúng ta phát hiện ra cái điểm giao cắt giữa pha 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 B và pha C anh chị nhé, nếu mà đây mà chúng ta xác định đây là tích lũy á, tại sao các anh chị thấy mình vẽ thế này, sao mà lại có thể mình sẽ vẽ như thế này? Xin lỗi. Thì các bạn anh chị thấy nếu đây là vùng tích lũy này thì đây sẽ là cái ranh giới giữa pha B và pha C, và đây sẽ đi lên này, đoạn này sẽ là pha D và là pha E này. Tuy nhiên nếu đây là một uptrend mà nó rơi xuống thì đây cũng có thể là pha C của phân phối anh chị nhé, nó có thể là pha C của phân phối. Và nhìn cái khối lượng rất là mạnh như thế này thì chúng ta thấy cũng rất là rủi ro. Ví dụ đây là một uptrend này, bản thân đây là một uptrend này. Đấy, đây là một uptrend này, uptrend nhé các anh chị nhé, uptrend sau mua lại rất là mạnh này. Tuy nhiên là đây lực bán ra rất là mạnh, gần như lên đây là phủ xuống, lên đây là phủ xuống này. Đấy thì dưới di động này nhé, thì đây là một uptrend nhé, à chết, DGW nhé, đây là một uptrend nhé, bán ra nhé các anh chị thấy nhé.
Những cái phiên này là no demand 3 này đấy, thì bản chất cái này thì nó chưa rõ nét là phân phối, ở đây thì chưa rõ nét đấy, nhưng mà FLT này cũng là rõ nét nhé, mua vào này, bán ra này, bán ra và bán ra rất là mạnh này, thủng MA10 anh chị nhé. Nếu nói về các cổ phiếu này, chúng ta có thể xét theo hai góc độ, nhất là xét theo các cái đường trung bình MA10, MA20, hoặc là xét theo cái mô hình tích lũy và phân phối của Wickoff anh chị nhé, thì nó cũng rất rủi ro đấy, thủng MA10 đấy. Thế di động này anh chị này, đây nhé, đây là cái vùng chiết gain của nó nhé. Khi mà chúng ta xác định đây là tích lũy thì đây sẽ là ranh giới của pha B và pha C và sẽ xu hướng lên. Tuy nhiên lên các anh chị thấy đây là một cái uptrend này rất là mạnh này, xong bán ra mạnh này, mua vào thấp này, bán ra này, mua vào ít này, đấy, tiếp tục bán ra này, thì đây nó sẽ giống như là một cái uptrend anh chị nhé. Các anh chị có thể thấy đây nó giống như là, có thể coi đây là những cái UT nhé, uptrend rất là mạnh nhé. Thì thông thường nó là rủi ro đấy. Ở đây chúng ta thực ra thì chưa đủ để kết luận là nó là phân phối hay nó là tích lũy, nhưng mà đây nó là những cái tín hiệu rất là yếu anh chị nhé. Những cái này nó thể hiện là SOW này, nó là những cái tín hiệu SOW mà xảy ra rất là nhiều. No demand này là SOW này đấy, thì bản chất nó là những cái tín hiệu yếu. Bất động sản nhé, anh chị nhìn ví dụ BBI này thì không nói, nó vẫn là cổ phiếu lên và nó là cổ phiếu lên sau rồi lại đầu cơ nhé. Fit này cũng là một dạng cổ phiếu đầu cơ lên sau nhé, nó vẫn có thể lên được. Tuy nhiên các anh chị thấy này, ví dụ như IDG này là biến độ rất là khá lỏng nhé, những cái phiên bán ra rất là mạnh này, khá lỏng đấy, kể cả đích nhé các anh chị nhé. Đây nó là một uptrend đấy, đây nó là một cái tín hiệu yếu, nó là no demand nhé, đây nó là một cái no demand. Cái này thì nếu mà đặt ở trong cái bối cảnh thị trường chung lên thì nó vẫn là một cái xu hướng lên, nhưng mà đây nó đều là những cái tín hiệu yếu anh chị nhé. Nếu như hôm trước chúng ta phân tích nó vẫn có xu hướng lên là bởi vì đặt trong cái bối cảnh thị trường chung đấy, nhưng mà bây giờ chúng ta đang luận theo cái phương hướng tiêu cực xảy ra thì nó sẽ như sao, như thì nó sẽ là những cái tín hiệu yếu anh chị nhé. Đấy, đây thế này, uptrend này. Đấy, TDC này, uptrend này, đây là uptrend này. Đây là các cái no demand này. Và đây là bán ra này. UT này. Chị nhé, chị có thể nhìn một số cổ phiếu đợt trước mà chúng ta quan tâm như NDN này. Thật chất là nó cũng đã phá rồi. Các chị nhìn đây là những cái uptrend này. Nhá. Đây là những cái no demand này. Đây bán ra rất mạnh này, bản chất nó là các cái tín hiệu yếu anh chị nhé. Mình sẽ phân tích một số cổ phiếu mạnh anh chị xem. Cái tích này nhé, nếu đặt trong một bối cảnh xu hướng lên thì nó lên, nhưng mà anh chị đặt vào đây, anh chị nhìn đây là một uptrend này. Đây là uptrend này. Gần như là nó bị lên là nó phủ xuống. Các anh chị biết là cái test for supply là cái xuống rút kéo lên, xuống kéo lên, thì đây nó sẽ là ngược của cái test for supply, là cứ lên kéo xuống, lên bán xuống. Không có cầu vào nhé, bản chất đây là các cái tín hiệu yếu, rất là yếu. Các chị nhìn Nhà Từ Liêm thế nhé, đây chính là một uptrend này, đây là no demand này, đây là bán ra thủng MA10 này, cái tín hiệu yếu rất là nhiều anh chị nhé. HDC cũng thế này, HDC nhé, đây là một uptrend này, bán ra no demand này, đây là hai cái no demand này. Đây nó đi mê này, đây là bán ra thủng MA10 này. Bản chất đây nó là các tín hiệu yếu. Tín hiệu yếu là gì anh chị? Tức là chúng ta đang một cái uptrend nhé. Khi gặp các cái tín hiệu yếu này thì nó sẽ có xu hướng là đảo chiều. Nhá, trong cái xu hướng lên này, tiếng Anh nếu mà nó gọi là tiếp tục mà có những cái tín hiệu tốt, nó gọi là SOS và nó gọi là retracement, tức là đi tiếp theo xu hướng. Còn nó ngược đây là nó sẽ gọi là reverse, là đảo chiều anh chị nhé. Đấy, D2D là thế này. Rất là rủi ro nhé, thủng MA10 hết. Cái này có chúng ta dùng MA10 này, MA20 này và đồ thị của Wickoff. Để lý giải anh chị nhé,
Chung là dòng bất động sản này là cái dấu hiệu SOW rất là mạnh. HDG anh chị thấy nhá, đây nhá, đây là uptrend này, đây là no demand này, có đâu, không có nhu cầu. Và đây là thủng MA20, đây là các tín hiệu yếu rất là rõ nhé. Đấy anh chị nhá, đấy thì nói chung là chúng ta nên thận trọng. À, nhóm chứng khoán này, nhóm chứng khoán này thì các anh chị thấy nó vẫn đang lên được, với những BMS thì vẫn lên được, cái này thì mình không không thể vẽ được nó ra, nhưng mà đây này, mấy cổ phiếu này thì nó tương đối là nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ thì TPG nó vẫn lên được này, TVB này thì cũng vẫn lên được, FTS này thì cũng vẫn lên được, như với cổ phiếu chứng khoán này thì chúng ta chưa vẽ được dấu hiệu phân phối chứ nhá, nó vẫn đang mà lên được. Dòng chứng khoán là cái dòng mà mình thấy là cơ bản nó là cái dòng duy nhất hiện nay lên được. Dòng chứng khoán đây, như cổ phiếu này HBS là bắt đầu thấy đây này, đây là những cái SO cái này thì chưa sao. Dòng chứng khoán thì đây, ví dụ đây SHS này, đây là các chị nhìn cái này nó sẽ giống như no demand này, và đây là một tín hiệu bán ra mạnh này đó. HCM này thì chưa nhá, chúng ta chưa vẽ được. Và dòng ngân hàng các chị thấy như là đây này, đây là những cái bán ra thủng MA10, thủng MA20 này. À, các nhìn thì đây là một uptrend này, đây là uptrend này, đây bán ra này, cái này là nó xuống rồi, thằng này xuống này, thằng này xuống này, thằng xuống này thì mình không cần để vẽ. Đấy, MBB các anh chị thấy nhá, đây nhá, đây là một uptrend này, đây là một kéo lên là một uptrend này, đây là thủng MA10 này, đây là một xu xuống này, VPB này các anh chị, đây là những cái phiên bán ra này, lát mình sẽ nói ở trong cái nhóm VN30, ví dụ HDB này thế này, đây là một uptrend này, bán ra này, đấy, dòng thép nha anh chị, dòng nhìn một số dòng thép nhé, VGS này thì nó vẫn lên được này, TLH là một xu hướng yếu này. Đây là no demand này, đây là bán ra này. Đấy, đây nó là một dạng kéo lên nhưng không được, nó là một dạng uptrend giả nhé, nhưng mà bán ra rất là mạnh nha anh chị nhé. Chúng ta phải đặt vào tình huống khẩn cấp hơn. POM này thì vẫn xuống. Anh chị sẽ xem SHI này, SHI thì nó vẫn là xuống này, kéo lên không được lại rơi ra này, đây là bán ra này. Đấy. Và phát nhé, hoa sen nhé, hoa sen hôm trước chúng ta xác định đây là một pha C trong một xu hướng, trong một cái giai đoạn tích lũy nhé. Như anh chị nhìn đây là uptrend này, đây là no demand này, đây là bán ra này. Nếu đây là một SOS, nếu đây là một SOS thì đây là, những cái này sẽ là những cái SOW nhé. Hoa phát anh thế nhé, đây là một cái SOW nhé, thủng MA10 anh chị nhé, mình sẽ phân tích cái nhóm dầu khí cho anh chị xem, bán ra rất là mạnh này, đây là uptrend này, bán ra mạnh này, đây là uptrend này, đây là no demand này, đây là uptrend, đây là no demand này, đây bán ra thủng MA10 này, rất là rủi ro nhé. Đấy, đây là uptrend nhé, đây bán ra, đây no demand nhé, demand ít nhé, bán ra thùng 20 nhé, những cái này là rơi hết.
PVD các anh chị nhìn nhé, đây đây là một cái khu vực mà chúng ta giả định là tích lũy. Đây là những cái uptrend này, đây là uptrend này, bán ra này, thùng 10 20 là rủi ro này. Đấy các anh chị nhé, thì các cái nhóm mạnh ví dụ như bất động sản hoặc là ngân hàng hoặc dầu khí thì cũng đều là rơi rồi, bây giờ chỉ có cái nhóm chứng khoán là nó vẫn còn thôi. Mình sẽ phân tích các cổ phiếu VN30 cho anh chị xem nhé, đánh giá tích lũy phân phối các cổ phiếu này và xu hướng của nó nhé. Đây mình sẽ chụp vào đây, mình sẽ lọc nhóm VN30 này cho anh chị xem. Đấy, bây mình sẽ lọc theo nhóm ngành nhé, mặc dù VN30 nhưng mình cũng sẽ lọc theo nhóm ngành và dọc theo sức mạnh của các cổ phiếu. Đấy, các anh nhìn thấy đầu tiên là cái cổ phiếu Thế Giới Di Động này nhá. Đây là một uptrend nhá. Đây là các SOW nhá. Đây là thùng 20 nhá, xuống nhá. SAB này thì không cần phải vẽ gì bởi vì nó đang là xuống mà. Đấy. VIX này thì nhá, các anh chị nhìn đây nhá. Đây là một uptrend này. Uptrend này. Đây là uptrend này chị nhé. Đây là bản chất nó là thiếu demand nhé, thiếu khối lượng nhé. Đây là một đao mạnh khối lượng lớn này, chung là rất là rủi ro như này này. Hôm trước chúng ta với hôm nếu chúng ta vẽ đây là pha C của một cái tích lũy đi lên thì đây nó sẽ là pha C của phân phối anh chị nhé. Anh chị nhé, uptrend này, bán ra này, mua vào khối lượng thấp này, bán ra này, như thế này nó đều là những cái xu xuống nhé. NVL thế này, thùng 20 này vẫn phía dưới này nhé, rủi ro nhé. Đây Khang Điền nhé, đây là uptrend nhé, bản chất đây là no demand anh chị nhé, chỗ này là no demand này. Đây bản chất đây nó sẽ là những cái SOW nhé. Nói thủng này, rơi này. Bây giờ rơi rồi, rơi khỏi đáy rồi. FPT anh chị nhé, đây là một uptrend nhé. Đây là bán ra nhé. Mua vào đều rất là thiếu demand nhé. Thiếu khối lượng. No demand này. Bán ra cái này rơi nhé, cái rơi. Đấy, ở Việt này rơi này. Đây vùng tích lũy đáy này. Bán ra rất mạnh này. SSI nhé, chị nhìn đây là bản chất đây nó là uptrend này, đây là phân cáo lên này, thì cái chứng khoán này do dòng nó mạnh thì nó đang chưa rõ ràng anh chị nhé, thì cái này chưa rõ. Đấy, như bất động sản này, VRE anh chị thấy đây uptrend này, bán ra này, ra mạnh này nhé, để rơi tiếp. Đấy, VGC nhé, thì cổ phiếu này nhé, các anh chị nhìn nhé, đây là những cái đây là uptrend này, bán ra này, đây là mua vào nhé, rất nhiều cung, khối lượng rất lớn nhưng mà giá không lên được. Đấy, anh chị nhìn thấy đây nó là những cái SOW. Có thể luận là khối lượng cao, giá không lên nhé, đó là những cái SOW nhé. DGVR nha anh chị, đây là một uptrend đầu tiên này. Đấy. Ngân hàng thì MBB là SOW vừa phân tích rồi. VPB cũng thế các anh chị nhé, đây là những cái phiên uptrend này, thủng 30 này, bán ra khối lượng lớn này. HDB nhé, đây là uptrend nhé. Đây là no demand nhé, bán ra khối lượng lớn nhé. Đây là uptrend nhé, bán ra khối lượng lớn nhé. Bán ra khối lượng lớn nhé. Cái này thế nhé, bán ra khối lượng lớn uptrend nhé. Đây này, cái này thì không cần phân tích, cái này nó đang đao sẵn rồi. Bit này thì đao sẵn rồi. Đấy, thằng này khối lượng CTG đang đao rồi. Gas này đao nhé, uptrend nhé. Bán ra rất kinh nhé. Bản chất cái này trong ấy nó gọi là một UTAD anh chị nhé, nó là một uptrend after distribution, sau quá trình phân phối, như bao đây là quá trình rũ rất là mạnh này. Đấy, cái này rơi này,
Đấy, thằng này rơi này anh chị này, Atlas này rơi này, nhìn rất là xót xa luôn. Atlas này bán ra ba phiên bán ra này, Nodiman này, để Nodiman này, Nodiman nhé là một S bán ra này. Đây bán ra thủng ở FFH phân tích rồi. Nói tóm lại thì các anh chị thấy rằng là đối với thị trường chung thì chúng ta thấy hiện nay là đang rất là rủi ro rồi. Cái nhóm ngành này thì cũng rất là rủi ro anh chị nhé. Cái này thì cực kỳ rủi ro luôn. Đấy thì theo mình thấy là thị trường rất là rủi ro. Thì mình có thể trở lại nhé. Thì cái kịch bản ở đây này. Thì ở đây thì có thể thị trường sẽ hồi. Nếu nó hồi thì nó sẽ là no demand anh chị nhé. Nó hồi sẽ rất thiếu khối lượng. Nó hồi, mình trở về đây. Nó hồi thì nó rất thiếu khối lượng. Còn thiếu khối lượng sau thì nếu nó bán thủng cái đường 95% từ đỉnh này thì chắc chắn là nó sẽ thành một cái đao giá rất là nguy hiểm. Anh chị nhé, nó sẽ thành một cái đao đấy. Cho nên nói chung là mình cũng chia sẻ là chúng ta phải cẩn thận anh chị nhé. Đấy thì mặc dù là làm các cái nhận định rồi nhưng mà cuối tuần mình ngồi rà soát lại các cổ phiếu thì thực sự thấy là nó cũng không yên tâm. Thì đây là các cái chia sẻ của mình, thì cũng mong là anh chị có những hy vọng, anh chị có những cái phần nào có thể tham khảo, có thể vận dụng vào cái hoạt động đầu tư giao dịch chứng khoán của mình. Đấy, anh chị thấy video hữu ích thì có thể chia sẻ cho những người khác cùng quan tâm. Cảm ơn các anh chị vui lòng subscribe kênh để nhận các cái thông tin mới nhất. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.